Nano.vn dịch tóm tắt video số 615, bài nói chuyện về Midnight tại Ray Evo 2024. Xin chào. Tôi rất vui được đến đây. Các bạn ở phía sau có nghe thấy tôi nói không? Tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đến sự kiện Ray Evo. Còn ai khác ở đây lần đầu không? Cảm ơn vì đã không để tôi phải chờ đợi. Tôi đã gặp một vài người tuyệt vời và thấy một số công nghệ đáng kinh ngạc. Tôi thực sự yêu thích ngành này, nhưng tôi không thể không cảm thấy chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức liên quan đến việc thế giới ứng dụng ngành của chúng ta. Điều mà tôi đã trải qua khoảng 10 năm trước. Tôi là thành viên của một công ty khởi nghiệp fintech nhằm mục đích cách mạng hóa ngành bằng cách chia sẻ dữ liệu được mã hóa giữa các ngân hàng. Các nhà đầu tư yêu mến chúng tôi, giới truyền thông yêu mến chúng tôi, khách hàng yêu mến chúng tôi, cho đến khi họ biết rằng chúng tôi đang sử dụng cloud. Dù bạn có tin hay không, vào năm 2014, cloud vẫn chưa phổ biến trong ngân hàng. Đừng hiểu lầm tôi. Mọi người đều biết đây là tương lai vài năm sau, mọi thứ đều dựa trên cloud. Nhưng trở lại năm 2014, họ đã không thể tạo ra bước nhảy vọt. Họ nêu ra những lo ngại về việc sử dụng máy tính của người khác, các vấn đề bảo mật, vấn đề vận hành và chi phí. Họ không thể vượt qua định kiến này. Ngày nay, ngành công nghiệp của chúng ta cũng đang trải qua điều tương tự. Chúng ta thấy công nghệ tuyệt vời mà thế giới công nhận sẽ là tương lai, nhưng dường như chúng ta không thể vượt qua vực thẳm. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu những gì đang xảy ra. Các slide của tôi có ở trên đó không? À, chúng ta bắt đầu thôi. Chúng tôi đã thảo luận với nhiều khách hàng để hiểu điều gì đang cản trở họ. Các vấn đề là gì? Ba điều nổi bật, quyền riêng tư, khả năng dự đoán phí và tính ổn định. Về quyền riêng tư, bạn vừa nghe Shakli thảo luận về cuộc sống riêng tư và công cộng. Có bao nhiêu người ở đây cảm thấy thoải mái khi tất cả các giao dịch tài khoản ngân hàng của họ được hiển thị cho cả thế giới? Có một số điều chúng tôi tin rằng nên được giữ kín, không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không thoải mái khi đưa tất cả thông tin thương mại bí mật của mình ra công chúng. Chúng ta cần tìm ra cách bảo vệ điều này nếu chúng ta cho phép họ sử dụng công nghệ của chúng ta. Ngoài ra còn có các luật và quy định như HIPAA và GDPR yêu cầu dữ liệu phải được giữ bí mật. Bây giờ, liên quan đến khả năng dự báo ngân sách, khả năng dự đoán phí giao dịch. Hãy hỏi CFO hoặc CEO của bất kỳ công ty đại chúng nào về việc đặt ra kỳ vọng và vượt qua chúng. Ngân sách phải được thiết lập và các dự án phải được phê duyệt. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó nếu pháp luật chịu sự biến động của chi phí giao dịch? Hôm nay là 50 xu, ngày hôm sau là 50 đô la. Tình trạng này là không thể giải quyết được và chúng ta cần giành quyền kiểm soát nó. Cuối cùng, liên quan đến sự ổn định, tôi đang đề cập đến sự ổn định trong hoạt động. Khi bạn triển khai một ứng dụng trên công cụ web, bạn truy cập Amazon, Azure hoặc Google. Họ cung cấp nhiều máy chủ trên các vùng sẵn sàng khác nhau. Nếu một trong số chúng thất bại, bạn sẽ được bảo hiểm. Nếu có sự cố xảy ra, bạn có số hỗ trợ để gọi. Nhưng với kiến trúc phi tập trung, bạn gọi ai? Ghostbus. Vấn đề không là thời gian hoạt động của máy chủ vì chúng tôi có hàng trăm hoặc hàng nghìn máy chủ. Vấn đề thực sự là liệu tôi có thể thực hiện giao dịch của mình ở khối tiếp theo hay không? Nó giống như việc đứng trên sân ga chờ chuyến tàu tiếp theo. Bạn có thể có blockchain nhanh nhất, chuyến tàu nhanh nhất hiện có, nhưng nếu nó không dừng ở ga của bạn, bạn sẽ không thể nhận được giao dịch. Bạn thực sự kết thúc với việc từ chối dịch vụ. Nếu chúng ta không thể đảm bảo rằng các ứng dụng luôn hoạt động thì các doanh nghiệp sẽ không xây dựng trên công nghệ này. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Midnight, như Shakli đã đề cập, như thế hệ blockchain tiếp theo để giải quyết những thách thức này. Trọng tâm của chúng tôi là bảo vệ dữ liệu, bảo vệ không chỉ dữ liệu mà còn cả siêu dữ liệu. Chúng tôi tin rằng với những công nghệ này, chúng tôi có thể giúp thế giới chuyển sang kỷ nguyên Web 3 mới. Hôm nay, tôi rất vui được chia sẻ một số ý tưởng và cải tiến thiết kế mà chúng tôi đã triển khai để biến điều này thành hiện thực. Chúng tôi tin rằng với những loại công nghệ và ý tưởng này, chúng ta có thể thấy sự thay đổi thực sự và mang lại lợi ích của blockchain cho các ngành và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Để bắt đầu, tôi muốn thảo luận về một bộ ba bất khả thi, không phải bộ ba bất khả thi thông thường liên quan đến phi tập trung, khả năng mở rộng và bảo mật, vốn là một vấn đề công nghệ.
Thay vào đó, đây là vấn đề nan giải của người dùng về cách cân bằng quyền sở hữu, quyền riêng tư và tiện ích. Rất khó để cả ba cùng làm việc cùng nhau. Ví dụ, bệnh án y tế thường được lưu trữ tại văn phòng bác sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tôi cất giữ chúng ở nhà, bác sĩ không thể xem được, hoặc tôi sẽ phải phơi bày ra để người khác có thể đọc được. Và phải chúng ta cất giữ chúng ở phòng khám của bác sĩ vì không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đổi tiện ích để nhận dịch vụ. Nhưng ai có quyền truy cập vào bệnh án y tế của tôi? Chúng đang được sử dụng hoặc lạm dụng như thế nào? Và đừng hiểu lầm, các bác sĩ cũng không thích điều này. Đây là một trách nhiệm lớn đối với họ, kiểm toán, chi phí, vân vân và mọi thứ sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn vì DNA sắp bước vào cuộc chơi. Trong vài giờ và trong vài năm nữa, chúng ta sẽ có sự chăm sóc cá nhân dành riêng cho sinh học của chúng ta. DNA của tôi sẽ được lưu trữ ở đâu? Nó sẽ được sử dụng như thế nào? Nếu bạn nghĩ về nó, tôi không biết bạn thế nào, nhưng mỗi lần như vậy. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một công ty nào đó nói rằng thông tin thẻ tín dụng của tôi đã bị đánh cắp và họ sẽ bồi thường cho tôi. Nếu DNA của tôi bị lộ ra ngoài, đó là một sự kiện không thể phục hồi được. Tôi không thể có DNA mới như thẻ tín dụng mới. Chúng ta cần tìm ra cách bảo vệ những thứ nhất định và làm tốt điều đó. Và chúng tôi muốn tìm cách có được tiện ích mà không ảnh hưởng đến quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ kết hợp 3 loại công nghệ hoặc khái niệm. Đầu tiên, chúng tôi sẽ sử dụng blockchain để phi tập trung và duy trì quyền sở hữu cũng như quyền giám sát dữ liệu của mình. Chúng tôi sẽ bảo vệ không chỉ dữ liệu mà còn cả siêu dữ liệu vì nó quan trọng. Chúng tôi có thể bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi bằng một số mã hóa, nhưng bảo vệ siêu dữ liệu là một phần khó khăn. Tôi không muốn mọi người biết tôi đã đi khám bác sĩ bao nhiêu lần hay khám ở bác sĩ nào. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng bằng chứng Zero Knowledge, để có được chứng thực từ dữ liệu riêng tư mà không làm lộ dữ liệu. Bằng cách này, tôi có thể cho bác sĩ biết rằng tôi đang tuân theo một quy trình y tế cụ thể hoặc họ có thể hỏi liệu tôi đã được chủng ngừa bệnh thủy đậu chưa. Các công nghệ trong tương lai như mã hóa hoàn toàn đồng hình, phe, cũng có thể trợ giúp các truy vấn thú vị. Thử thách ở đây là nhiều người có thể nói, được rồi, tam giác huyền diệu, vấn đề đã được giải quyết. Tuy nhiên, tôi biết rằng có rất nhiều cá nhân thông minh trong đám đông và một số người có thể đang nghĩ, nghe hay đấy, nhưng nó không hiệu quả. Nó đã được thử trước đây rồi. Để bảo vệ siêu dữ liệu, token được bảo vệ có thể được sử dụng để chuỗi có thể hoạt động mà không tiết lộ thông tin về ai đang sử dụng nó và họ đang làm gì. Nhưng điều đó có giá trị và nó có vẻ giống như một token riêng tư. Token riêng tư không được các sàn giao dịch ưa chuộng, chủ yếu là các sàn giao dịch tập trung. Và để có được tính thanh khoản cho phần thưởng của mình, bạn buộc phải sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, DEX hoặc các phương tiện khác. Điều này làm giảm khả năng chuyển đổi phần thưởng của bạn thành đô la mà bạn có thể chi tiêu cho cà phê. Do đó, ít người quan tâm đến việc nhận được những phần thưởng đó hơn. Điều này làm giảm tính bảo mật của chuỗi của bạn. Vì điều đó, sẽ có ít người muốn sử dụng chuỗi của bạn hơn, dẫn đến vòng xoáy chết chóc mà cuối cùng nó không được sử dụng. Làm thế nào chúng ta có thể có chiếc bánh của mình và ăn nó? Hóa ra có một cách để làm điều này. Thách thức là do chúng ta đã cố gắng gắn quá nhiều thứ vào một tài sản. Với token hoặc token duy nhất đó, chúng ta đang cố gắng quản lý các hoạt động của chuỗi, cung cấp bảo mật, quản trị, phần thưởng, set, bạn có thể liệt kê thêm. Tại sao chúng ta không sử dụng hai token thay vì một? Với Midnight, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống có hai token để vận hành chuỗi. Có một token không được bảo mật gọi là Night cho Midnight. Đây là điều mà mọi người đều cảm thấy thoải mái. Mọi hệ sinh thái đều biết cách hoạt động với ví, cầu nối và sàn giao dịch. Nó bảo vệ chuỗi và cung cấp phần thưởng và quản trị. Việc giữ token này sẽ tạo ra một tài nguyên được bảo vệ có tên là đất. Vì đất được bảo mật nên nó có thể vận hành chuỗi và bảo vệ siêu dữ liệu. Bây giờ nhiều người có thể hỏi, đợi đã, bạn thực sự không giải quyết được gì cả. Nhưng đất là tài sản không thể chuyển nhượng được. Nó giống như năng lượng. Nó sẽ phân hủy rất nhanh. Nó không giữ giá trị và không thể được sử dụng để trao đổi giá trị, nghĩa là nó không thể hoạt động như một công cụ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.
Thiết kế này đảm bảo chúng ta tránh được các vấn đề như rửa tiền hoặc bất kỳ loại rắc rối nào về pháp lý. Hai token này phối hợp nhịp nhàng với nhau để mang lại sự riêng tư trong khi vẫn cho phép truy cập vào tất cả các chức năng thông thường của token không được bảo mật mà bạn đánh giá cao. Cái hay của thiết kế này là nó không chỉ giải quyết được vấn đề riêng tư. Nó cũng giải quyết hai mối quan tâm khác mà chúng ta có. Bởi vì bây giờ tôi có hai tài sản, tôi có thể kiểm soát giá của đất, tài nguyên được bảo vệ và tôi có thể cung cấp khả năng dự đoán phí giao dịch để có thể ứng dụng lập ngân sách. Trên thực tế, nó ổn định đến mức bạn có thể tạo ra một mức phí cố định. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể truy cập Midnight dưới dạng tài nguyên bằng fiat. Khi tôi sử dụng Google, chẳng hạn như Bitcoin, tôi không biết nó hoạt động như thế nào ở hậu trường. Tôi trả $100, tôi có quyền truy cập vào API và nó hoạt động như quảng cáo. Hãy tưởng tượng việc truy cập Midnight dưới dạng API, thanh toán bằng fiat và nó hoạt động như đã hứa. Các doanh nghiệp và nhà phát triển sẽ cảm thấy như bất kỳ dịch vụ web nào khác. Nó cũng giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng vì đất, tài nguyên được bảo vệ, hoạt động như một đơn vị công suất. Sử dụng ví dụ về tàu, này giống như vé theo mùa, giống như số chỗ được đặt trước và nó tạo ra một vé cho cùng một chỗ trên tàu. Nếu bạn cần nhiều chỗ ngồi hơn trên tàu, bạn cần nhiều sức chứa hơn, mua thêm tóc cần này, tạo ra nhiều đất hơn và có nhiều quyền tiếp cận hơn. Điều này thực sự giúp giải quyết vấn đề thỏa thuận lớp dịch vụ và sự ổn định trong hoạt động. Điều này đã mở ra rất nhiều trường hợp sử dụng cho chúng ta. Chúng tôi đã mở DevNet vào cuối năm ngoái và tràn ngập hơn 2.000 ứng dụng từ những người đang cố gắng xây dựng mọi thứ. Một số ví dụ hiển thị trên màn hình, mọi thứ từ ESG, nơi tính chỉ carbon có thể được theo dõi mà không tiết lộ nhà cung cấp hoặc thủ tục, đến KYC, nơi bạn có thể có KYC cho đếch theo cách phi tập trung hoặc các ngân hàng sử dụng KYC để chứng thực các khoản vay cho các tổ chức bên ngoài. Các ngân hàng có thể biến trung tâm chi phí thành trung tâm doanh thu. Lần đầu tiên, tài sản trong thế giới thực có thể được trao đổi mà không tiết lộ tất cả chi tiết về giao dịch và những gì đang xảy ra. Còn rất nhiều ví dụ khác ở đây, và tôi không ngừng ngạc nhiên trước sự khéo léo và đổi mới mà con người mang lại. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Đây là một chút của một lộ trình. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được rất nhiều cú nhấp chuột ở đây. Chúng tôi chỉ còn vài tuần nữa là đến Testnet và sẽ ra mắt Mainnet vào đầu năm tới. Hầu hết những gì bạn thấy ở đây trên slide này đều đã được thực hiện hoặc đang được thực hiện nhờ sự đóng góp của nhiều người chơi. Trên thực tế, Midnight đã là một dự án của nhiều thực thể, không chỉ IOG xây dựng dự án này. Tôi muốn cảm ơn cộng đồng vì tất cả những đóng góp của họ và mọi thứ họ đang làm để giúp đỡ chúng tôi. Tuy nhiên, thiết kế thông minh thôi chưa đủ. Chúng tôi nhận ra mình có một thách thức khác, làm thế nào để ra mắt một chuỗi cửa hàng mới. Làm thế nào để nó hoạt động, tích cực và thành công. Mọi chuỗi khác bắt đầu từ đầu đều phải đối mặt với thách thức tương tự. Bất cứ ai muốn sử dụng một chuỗi sẽ muốn một chuỗi đã có sẵn nhiều tính bảo mật và người chơi trong đó, đồng thời họ sẽ tự hỏi làm thế nào để phát triển nó sau này. Chúng tôi đã nghĩ về nó theo cách này, bạn có biết câu nói về việc phải đi bộ trước khi chạy thử? Tôi muốn nói rằng bạn phải đạp xe trước khi bay. Có ai ở đây học cách đi xe đạp không? Không một cái nào à, ồ, cảm ơn bạn. Những bàn đạp đầu tiên là khó nhất phải không? Nó giống như bạn hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn phải đạp một chút. Một khi bạn có đủ vận tốc, bạn sẽ làm được. Làm thế nào để chúng ta đưa Midnight đi từ khởi đầu lạnh lùng đến tăng tốc? Thay vì đi theo con đường thông thường là tạo ra sự hưng phấn lớn và làm tất cả những điều điển hình, chúng tôi quyết định hợp tác với các Dano trong mô hình partner trên. Nơi các nhà điều hành SafePool các Dano sẽ giúp trở thành nhà sản xuất khối để bảo đảm và xây dựng Midnight. Tất nhiên, họ sẽ được phần thưởng và những người Safe sẽ được phần thưởng vì điều đó. Điều này sẽ giúp chúng ta cất cánh và đạt được vận tốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta mãi mãi gắn bó với các Dano. Trên thực tế, Midnight không dựa trên công nghệ các Dano. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ mã cơ sở nào. Chúng tôi không phải là layer 2 đối với các Dano. Chúng tôi chỉ hợp tác cho buổi ra mắt. Sau đó, chúng ta sẽ chia tay nhau khi đạt đủ vận tốc, buông xe và chúng ta có thể tiếp tục đạp xe. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay hoàn toàn. Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ bền chặt với các Dano.
Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào một thế giới đa chuỗi. Tôi không hiểu thứ chủ nghĩa cục bộ đang tồn tại. Trong tâm trí của tôi, các nhà phát triển, và tôi từng là một nhà phát triển, sử dụng bất kỳ công cụ nào họ có để hoàn thành nhiệm vụ của mình và họ không bao giờ trung thành với một thư viện hoặc dịch vụ. Ví dụ, nếu có người giúp việc nào đến nhà bạn, họ không chỉ mang theo một dụng cụ phải không? Họ có một hộp công cụ với nhiều công cụ, một công cụ dành cho mọi loại công việc cần thực hiện. Chúng tôi tin rằng tương lai của Web3 là tương lai có nhiều chuỗi hoạt động cùng nhau và chúng tôi sẽ đầu tư vào đó, không chỉ về mặt công nghệ, mà còn về mặt tiếp thị, hệ sinh thái, tài trợ, dự án, vân vân. Do đó, chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài với các Dano. Để thực sự đạt được mục tiêu và thúc đẩy tăng trưởng, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần chiếm được cảm tình của các nhà phát triển và tạo ra một công nghệ mà họ muốn sử dụng và thích sử dụng. Tôi tin rằng thách thức đầu tiên cần giải quyết là khả năng học hỏi. Mọi người thường ngại học những điều mới và việc yêu cầu họ học một ngôn ngữ dành riêng cho lĩnh vực mới sẽ tạo ra một rào cản. Chúng tôi đã chọn TypeScript làm khuôn khổ cho các hợp đồng thông minh và cho tất cả các API. Trên thực tế, chúng tôi đang sử dụng công nghệ Zero Knowledge. Công nghệ này rất phức tạp. Bạn không cần phải tự viết tất cả các mạch. Chúng tôi có sẵn một số khối xây dựng cho bạn. Bạn không muốn làm điều đó. Ngoài ra, chúng tôi muốn thứ gì đó thật linh hoạt vì không thể đoán trước được cách các nhà phát triển sẽ sử dụng công nghệ. Đôi khi, họ sẽ sử dụng nó như lớp 1, đôi khi là layer 2 và đôi khi họ thậm chí sẽ không gắn nhãn cho nó. Như một lớp cụ thể, họ có thể cần các mục được bảo vệ dữ liệu hoặc đôi khi không cần. Midnight cung cấp cả yếu tố dữ liệu được bảo vệ và không được bảo vệ, đồng thời bạn có thể tiết lộ có chọn lọc. Trên thực tế, công bố thông tin có thể lập trình sẵn có cho nhiều trường hợp sử dụng, doanh nghiệp, chính sách và lý do tuân thủ khác nhau. Cuối cùng, khả năng kết hợp rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đã đầu tư vào cái mà tôi gọi là một công nghệ khác thường, chẳng hạn như sử dụng Flutter, các đường cong Crypto Address, có thể kết hợp thân thiện với các blockchain không phải Zero Knowledge như các Dano. Điều này có nghĩa là hợp đồng thông minh các Dano có thể hiểu liền mạch các thông tin đầu vào từ Midnight ngay lập tức mà không cần điều chỉnh bổ sung. Tôi muốn tóm tắt nhanh những gì chúng ta đã đề cập. Tôi đã nói về bộ ba bất khả thi, làm cách nào để cân bằng quyền riêng tư, quyền sở hữu và tiện ích để chúng hoạt động cùng nhau. Chúng tôi đã khám phá công nghệ blockchain, quyền riêng tư dữ liệu và Zero Knowledge cũng như cách chúng tôi có thể đạt được khả năng dự đoán, quyền riêng tư và tính ổn định thông qua việc sử dụng hai token hoặc tài sản hoạt động song song. Cuối cùng, chúng tôi đã thảo luận về cách chúng tôi có thể khởi chạy một chuỗi không phải một cách độc lập mà thông qua mô hình partner chain, cung cấp cho các nhà phát triển những công cụ mà họ thích sử dụng để họ có thể hào hứng với việc xây dựng trên Midnight và các công nghệ tương tự. Tôi nhận ra rằng tôi đã trình bày rất ngắn gọn. Vì vậy chiều nay bạn sẽ có cơ hội gặp tiến sĩ Beckman, tổ của chúng tôi, người sẽ tiến hành một buổi học về cách xây dựng các ứng dụng Midnight. Cũng sẽ có một gian hàng nơi tôi sẽ có mặt cùng với cả nhóm để trả lời các câu hỏi của bạn và chia sẻ những hiểu biết bổ sung. Nhưng tôi sẽ để lại cho bạn suy nghĩ cuối cùng này, tôi tin rằng Web3 sắp vượt qua một ngưỡng quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ yêu công nghệ mà còn phải yêu khách hàng của mình. Chúng tôi đạt được điều này không chỉ bằng cách xây dựng một blockchain nhanh hoặc an toàn mà còn bằng cách hiểu được các yếu tố thiết yếu mà khách hàng tìm kiếm về mặt chi phí, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và tính ổn định. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của họ. Tôi thực sự tin rằng năm 2025 sẽ mở ra một bình minh mới cho Web3. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng tôi hôm nay và tôi chúc các bạn có một hội nghị tuyệt vời. Bài dịch tóm tắt được thực hiện bởi các Dano.vn và được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 12. Hãy bấm like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.